Bắt đầu. Ok, và hãy nhớ xin lời tất cả các bạn. Và mình đã biết không chính là chiếc ô mình à. Quá, yêu em quá, cậu mình quá. Mà à, yêu gì đâu mà cũng yêu, tôi nhìn mặt đáng, đáng yêu thì yêu tôi. Chứ thật ra tính cách nó tinh nghỉ quá, mình sợ quá các bạn ơi. Hôm nay mình đã làm thêm một cái link lần này để nói, để xem là em mình chơi như thế nào, mình quay cho các bạn xem đây nè. Rồi, nó chơi cái này nó phá luôn ra. Rồi vậy nó chơi luôn các bạn ạ. Xem nó chơi kiểu gì nào. Rồi, đi. Đi chơi. Đấy. Cảm thấy em mình chơi chưa? Ui mà sao cái này nó phát ra mấy tiếng li ti nha. Hay quá các bạn ơi. Alo, em alo đi. Alo. Em mình đi đến lô cái này vào. Đánh nghe được tiếng chim. À, mỗi khi nghe alo, tiếng này. Alo, đi điện thoại cho em alo nào. Các bạn ơi, các bạn mỗi khi nghe thấy cái tiếng. Alo, điện thoại đâu, alo đi. Các bạn ơi, mỗi khi nghe được tiếng nhạc trong đây lại nhớ về Thái Nguyên các bạn ạ. Alo. Chim Thái Nguyên các bạn. Alo. Tí bye bye các bạn nào, các bạn đăng ký kênh nào. Em alo nào. Alo. Alo. Để cho em alo nào. Con để em alo nào. À, em alo nào. Em điện thoại em đâu, em alo nào. Đến chỗ sách của mình là học bài rồi các bạn ơi. Đây, mình cho cái nút này mình đã nóng nắp vào. Chị em mình không để biết mở ra mà biết được nha. Đấy, không biết được. Ui, trời. Đấy, mình phải đóng lại thôi. Không thì em cũng gái cho mình lại chết. Vỡ bút đây con làm vậy, vỡ bút đây con ạ. Rồi các bạn ơi, đây. Thôi đi lại cho em vậy, em đã sẵn lòng mở. Lần này không mở được đâu em gái, yếu ớt của chị Hà. À. Đừng rung. Học bài đi. Học bài nào, em học bài nào. Cảm ơn mọi người ủng hộ đăng ký kênh video. Mọi người ơi, bây giờ đã quá muộn rồi, video đã rất dài rồi. Mình sẽ, các bạn thấy em của mình dễ thương là như gì, hãy bình luận bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình để mỗi ngày mình sẽ ra một video mới cho các bạn xem nhé.